chớ rồi đây nó bị lởm lởm như đây rồi. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập Sài Gòn. Và tên thì mình là Sập. Và các bạn hãy follow mình Instagram đó là Sập Sài Gòn. Hôm nay á thì mình sẽ hớt tóc mọi người. Mình sẽ tự hớt tóc của mình ở nhà. Mọi người cũng thấy là tóc của mình nó quá dài rồi đó. Hôm bữa mình có nói với mọi người á là mình muốn để tóc dài để bữa mấy bữa sau dịch á mình đi uống. Nhưng mà mọi người ơi, biết chuyện nào nó hết dịch. Rồi cái tóc của mình bây giờ nó vậy nè, nó cứ dày mỗi ngày nè, rất là khó chịu. Cho nên là ok, hôm nay mình sẽ tẩy nó đi luôn. Bây giờ muốn uống tóc thì hẹn năm sau nha mọi người. Có một cái gương ở đằng sau, để một hồi mình để đằng sau, nhưng mình không biết là một hồi có thành công hay không. Với lại mình để camera ở đây mọi người theo dõi nha. Có bạn nào mà mùa dịch này cắt tóc ở nhà giống như mình không? Đây tóc mình nè, cho mọi người xem hiện tại là nó tới mắt luôn rồi. Mình rất là nóng, rất là khó chịu. Tại vì bình thường quen kiểu mà ngắn ngắn rồi, với lại hai bên mà để mà vậy là cũng là gọi là dài rồi đó. Cho nên là mình sẽ tiện đó. Ở đây thì mình có bộ toner ở nhà, một cái bộ toner mọi người thấy không. Mình sẽ gắn cái bộ này vô. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hớp nha mọi người. Đầu tiên chắc mình sẽ hớp ở dưới đây lên. Cái này mình đang chọn là 0.5. Đây là lần đầu tiên hớp tại nhà mà tự hớp. Tức là ngày xưa giờ hớp toàn là có nhờ đồng đội ở trong nhà hớp. Nhưng mà bữa nay thử coi là mình tự hớp nó sẽ như thế nào. Nói chung là kiểu mình cũng tính hớp ngắn á, hớp hối cua thôi. Cho nên là không khó lắm đâu. Cái gì vậy? Cũng được rồi đúng không, nhưng mà nhìn đằng sau nè chưa có ra gì hết trơn á. Chớ rồi đây nó bị lởm lởm như đây rồi. Trời ơi, lần đầu tiên hớp. Mọi người thấy lần trước sao không? Láng ớn. Nhưng mà cái chỗ này nó vẫn bị lèm. Chúng mà mình chưa có biết hiểu biết nó là sao. Nhưng mà hai bên thì như cũng không đều lắm. Rồi bây giờ mình hớp ở trên nha, cho nó ngắn lại nha. Mình cũng chưa có hình dung được là nó có một cái lượng số 22-24mm. Thì mình nghĩ chắc là thử nó trước đi. Nếu mà nó vẫn dài quá thì là đổi xuống. Tí lô tóc. Wow, nhìn đằng trước thì cũng được á mọi người, có đằng sau thì nó hơi ghê phô. Ok. Giờ mình sẽ đẩy cái rìa nha mọi người. Là cái kiểu này nè, cái rìa xung quanh nè, cho nó ngắn hơn một xíu. Rồi ok mọi người ơi, mình nghĩ là tóc của mình nó cũng khá ổn. Đúng không?
Ok, bây giờ mình cũng sẽ đi gội đầu ha. Xong rồi mình sẽ cho mọi người xem lại cái mẫu tóc mà hôm nay mình cắt mà sau khi mà mình rửa mặt này nọ xong nó sẽ như thế nào. 1 minute 37 seconds later. Ok, mình đã vệ sinh tắm rửa xong rồi mọi người. Bây giờ mọi người có thể chiêm ngưỡng bộ tóc mới của mình. Đây, làm sao? Mình chưa? Đó, nói chung là mình nghĩ chắc tóc nam thì cái cũng đơn giản hơn và hên quá mọi người ơi, trộm vía 1000 lần là nó không có quá ghê, nó vẫn đủ để mà mình tự tin lên video. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình và nếu các bạn thích nhớ like, follow và subscribe kênh của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.